Kính thưa các bạn, hôm nay tôi phản biện luật sư Hoàng Duy Hùng nha các bạn. Thì luật sư Hoàng Duy Hùng là cũng là một cái YouTuber các bạn nổi tiếng các bạn. Thì bên cạnh đó thì cũng có người nhiều chống đối Hoàng Duy Hùng, cũng trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, nhưng mà thường thường chống đối ta phản đối, người ta nói lập luận này nọ, ta phản đối rồi, nhưng mà phản biện chính thức về Hoàng Duy Hùng thì tôi không biết có ai không. Thì tôi không biết vì tôi cũng đâu coi hết các YouTuber các bạn, nhưng mà tôi được biết có một cái là Hoàng Duy Hùng nói về là Việt Nam mình là có hai quốc gia, tức là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và quốc gia là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa các bạn, thời mà chiến tranh chống Mỹ cứu nước đó. Thì có một số YouTuber ở trong nước các bạn là phản đối cái ý này của Hoàng Duy Hùng các bạn, và cũng có một số YouTuber trong nước là ủng hộ cái tư tưởng này của Hoàng Duy Hùng. Thì hôm nay tôi phân tích để các bạn xem xét các bạn. Hôm trước ta nói về hai chính quyền rồi các bạn, rồi tôi nói về chính quyền nhà ngụy quyền, thì tôi phản biện là double hai ông luật sư lược, ông nói chính về tham nhũng chứ, thì tôi phản biện lược hai ông luật sư, rồi nói chính quyền ngụy quyền thì tôi cũng đã làm video tôi chia sẻ các bạn rồi, cũng liên quan tới Hoàng Duy Hùng. Nay là cái video thứ ba thì cũng liên quan tới Hoàng Duy Hùng, thì nói về Hoàng Duy Hùng nói qua Việt Nam có hai quốc gia. Thì cái số theo ủng hộ Hoàng Duy Hùng này cũng làm video biện luận theo Hoàng Duy Hùng cũng nhiều. Số mà chống đối á thì nó có một quốc gia. Nha các bạn, thì này tôi đưa ra cái ý kiến phản biện và cái suy nghĩ của tôi hết à. Nha. Thì để nói về vấn đề này thì ta cũng phải nghiên cứu về cái bối cảnh lịch sử đó các bạn. Thì Hoàng Duy Hùng thì các bạn cũng đã biết rồi, Hoàng Duy Hùng là một người từ chống cộng mà đến là quay về với tổ quốc. Cái chuyện đó là các bạn có lẽ cũng nhiều người biết rồi, tôi không nhắc lại lịch sử gì của Hoàng Duy Hùng nữa nghe các bạn. Giờ tôi nói cái tư tưởng của Hoàng Duy Hùng thôi. Nghe ta phản biện thì ta nói về tư tưởng. Thì tư tưởng Hoàng Duy Hùng cho rằng là Việt Nam mình ở thời kỳ đó là có hai quốc gia, tức là quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Nghe các bạn. Số người theo ủng hộ là cũng đông, số người phản đối cũng có à, thì cái số người phản đối thì nói là Việt Nam mình chỉ có duy nhất là một cái quốc gia, nghe các bạn, số người duy nhất Việt Nam có một quốc gia là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thời kỳ đó, rồi sau này là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là chỉ có duy nhất là một quốc gia thôi. Người ta lập luận trên cơ sở là Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập. Nghe các bạn. Còn người nói Việt Nam Cộng Hòa không phải là quốc gia. Thì biện luận nhiều thứ vấn đề. Nhưng mà cái căn cứ là nói là Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập. Để thông báo toàn thế giới. Nghe các bạn. Thì mấy ông này là chống chống. Thì nói là có một quốc gia. Hoàng Duy Hùng thì nói hai quốc gia. Thì nay tôi phân tích cho các bạn nghe các bạn. Rồi các bạn tự suy xét ha. Tôi thường thường tôi phản biện, tôi bình luận gì thì tôi cũng muốn là tôi đưa ý tưởng thôi, vậy có thể ý tưởng tôi nó cũng không đúng ha, các bạn có quyền xem xét rồi các bạn bình luận góp ý thêm về năm 1945. Người ta nói từ năm 1945 thì Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập, công báo với toàn thế giới là Bác Hồ đã sai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ha. Nhân dân ta giành chính quyền từ là đế quốc Nhật. Ha, các bạn. Nhưng mà cái đó là mình chỉ là đọc tuyên ngôn độc lập, mình công báo với thế giới thôi. Ha. Mấy anh mà nói có một quốc gia thì nên nghe cho rõ, tôi phân tích thế này. Ha. Là công báo với thế giới, nhưng mà thế giới đâu có chịu. Các bạn, thế giới đâu có chịu với Việt Nam mình là độc lập thành lập quốc gia đâu các bạn, bằng chứng rất là rõ ràng
tức là ở ngoài miền Bắc là 20 vạn quân Tưởng vô là giải giáp quân đội Nhật ở miền Bắc. Ở miền Nam thì là quân Anh ha, quân Anh vô giải giáp là quân đội Nhật ở miền Nam các bạn. Thì rồi sau đó là Pháp đây là đánh chiếm Việt Nam mình lần thứ hai, thành ra cái sự sự khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 chỉ có ý nghĩa là cái ngày là toàn dân nổi dậy là giành chính quyền từ tay là đế quốc Nhật, nhưng mà không được thế giới công nhận ha các bạn. Các bạn mà lập luận theo cái này thì nói là Việt Nam mình có quốc gia từ kể từ đó thì tôi nghĩ là nó không đúng các bạn. Cái đó là một cái thứ hai thì lập luận cho rằng là Việt Nam mình có hai quốc gia. Cái hai quốc gia là này là suy nghĩ của Hoàng Dùng, mà rất là nhiều YouTuber mà nói theo Hoàng Dùng cái này là quốc gia là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và quốc gia là Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi nghĩ cái này là Hoàng Duy Hùng nói cũng không đúng luôn nha các bạn. Về để tôi chứng minh nghe các bạn, tôi biện luận tôi chứng minh. Cái thứ nhất á, nói gì nói phải không, ra một cái quốc gia, bởi vì cái khái niệm về quốc gia này thì nó cũng là chung chung lắm các bạn. Khái niệm về quốc gia, chữ quốc gia là cũng chung chung lắm, nhưng mà thì tổng kết đó, là tổng kết đó, thì người ta thấy có bốn cái điểm, bốn điểm nổi bật mà để hình thành nên quốc gia. Thứ nhất là phải được dân chúng ủng hộ, các bạn có dân chúng ủng hộ, cái này là Việt Nam Cộng Hòa có, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có. Cái thứ hai là có là chính phủ, các bạn có thứ hai là có chính phủ, thì có chính phủ, chính phủ mà Việt Nam Cộng Hòa là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có, cái này có hai cái điều này có. Thứ ba là có những cái quan hệ đối tác với là các nước thế giới nha các bạn. Cái thứ ba là có quan hệ đối tác thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là có là một số nước là xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đó là một số nước xã hội chủ nghĩa là công nhận có đối tác, có quan hệ ngoại giao các bạn. Việt Nam Cộng Hòa thì cũng có, mà Việt Nam Cộng Hòa thì đông hơn các bạn. Việt Nam Cộng Hòa là tới 77 quốc gia, 77 quốc gia là có quan hệ đối tác với là Việt Nam Cộng Hòa ha. Thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì được là 7, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là 7, 77 quốc gia trên thế giới nó ủng hộ. Thì thời kỳ đó như cái bài phân tích vừa rồi đó các bạn, tôi đã phân tích ở miền Nam Việt, ở nước Việt Nam mình có ba chính quyền ha, ba chính quyền tức là ba chính phủ á. Em nói thẳng là ba chính phủ tức là ba chính quyền đó các bạn, chính quyền là chính phủ đúng không? Thì có cái chính phủ là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì chính quyền là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nha, chính phủ là Việt Nam Cộng Hòa thì chính quyền là Việt Nam Cộng Hòa, cái đó có. Bên cạnh đó còn một cái chính phủ nữa mà thường thường các bạn không bao giờ để ý, tức là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. À, cái video rồi tôi gọi tắt là chính quyền, chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam mình có ba chính phủ thời kỳ từ năm 54 sau cái hiệp định Geneva rồi á, các bạn, sau hiệp định Geneva rồi thì là tới bắt đầu từ cái chính phủ mà Việt Nam Cộng hòa mình thì thành lập là năm chính phủ mà cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập từ năm 1559, năm 60 ra mắt, ra mắt cái lực lượng là lực lượng giải phóng miền Nam đó các bạn. Hiểu cái bối cảnh lịch sử nó là như vậy. Thì trong cái yếu tố mà thành lập gọi là quốc gia được thì nó còn một cái yếu tố nữa là biên giới nghe các bạn. Cái biên giới cái những cái bốn yếu tố cơ bản là cái chính thể
là cái chính phủ là Việt Nam Cộng Hòa, là cũng có dân nè, có chính quyền nè, nha, có là quan hệ đối tác với quốc tế nè, có chính phủ Việt Nam Cộng Hòa các bạn, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có dân nè, có chính quyền nè, có quan hệ đối tác quốc tế nè, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam có dân nè, các bạn, có dân nè, có chính phủ nè, có quan hệ đối tác nè các bạn, có quan hệ đối tác một nước, số nước thế giới là công nhận cái chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thành ra thời kỳ đó ba ba cái chính phủ và ba cái chính quyền này đều có những cái đặc điểm giống nhau, hoàn toàn giống nhau, nhưng mà tất cả đều thiếu một cái điều mà chi tiết rất là quan trọng, tức là biên giới lãnh thổ. Ha các bạn, biên giới lãnh thổ này Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng không có, Việt Nam Cộng hòa cũng không có, mà Việt Nam ơi gì mà Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng không có, chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng không có. Tất cả lãnh thổ này là chung chung. Lãnh thổ của chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tức là chính phủ là cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là cũng trình ra Liên Hợp Quốc là cũng chung chung. Tức là có dùng căn cứ kháng chiến U Minh, rồi dùng căn cứ kháng chiến là Đồng Tháp 10, rồi Cục Rờ, này nọ một số căn cứ, nhưng mà cũng không có biên giới. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng không có biên giới. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng không có biên giới. Bởi vì tạm thời chia cách, ha, tạm thời chia lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới xác định để bầu cử. Thành ra các bạn phải biết rằng các bạn mà giống như các bạn mà đi đo nhà vậy các bạn, các bạn mà đi đo đất, các bạn bán đất vậy, các bạn mà bán đất hoặc là các bạn sang tên sở chủ quyền cho một người nào đó, thì cái người giáp ranh phải xác nhận cái biên giới, cái ranh giới, là người ta dùng trong cái một diện tích nhỏ của người dân, gọi là xác nhận ranh giới, tức là phải có sự xác nhận của bên này bên kia. Thì chính quyền đây thì các bạn hiểu giống giống như là Liên Hiệp Quốc kìa, phải không? Thì nó sẽ xác nhận, đúng rồi, cái đất này đây, thì nó làm giấy tờ cho anh, nó xác nhận đây là đất của anh, thì cái đây thì trong Liên Hiệp Quốc nó gọi đây là quốc gia của anh. Thế các bạn, bây giờ cái ranh giới tạm thời, cái đề ranh giới tạm thời, ranh giới tạm thời không có nghĩa là biên giới, mà cũng nếu mà cái biên giới đó thì phải được là hai bên xác nhận. Tức là nếu mà Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia thì Việt Nam Cộng Hòa phải được là cái biên giới, tức là lấy vĩ tuyến 17 vậy xong anh, thì là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xác nhận đây là biên giới. Trường hợp ngược lại, phải không? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muốn thành lập quốc gia, phải không? Thì phải đề nghị là Việt Nam Cộng Hòa trong đây xác nhận cái vĩ tuyến 17 là biên giới thì mới được là quốc gia. Các bạn, luật pháp quốc tế cũng giống như là các bạn đo đất mua đất vậy thôi, các bạn nghĩ gì, đừng có nghĩ xa, nghĩ đơn giản vậy thôi. Tôi nghĩ rất là đơn giản các bạn nghĩ vậy. Thành ra ba cái chính phủ này không có ai có ranh giới, không có ai có biên giới hết chứ, biên giới không được xác định. Chỉ nói chung chung theo hiệp định Geneva. Theo hiệp định Geneva là chia ra là lấy là vĩ tuyến 17 tạm thời đấy, là mà là hai hai năm sau bầu cử để mà tiến hành tổng tuyển cử. Đó là hiệp định mà được quốc tế là công nhận, thì nó lấy cái văn bản pháp lý đó nó ra, thì rõ ràng là ba chính phủ này không có chính phủ nào có biên giới. Nên các bạn, nên mà nói là thời kỳ đó mà Việt Nam có là hai cái quốc gia là cũng sai, nói có một quốc gia cũng sai các bạn, mà nói có ba quốc gia thì cũng sai luôn có ba chính phủ, ba chính quyền nha các bạn, nhưng mà không có được ai công nhận, không được quốc tế công nhận. Việt Nam Cộng Hòa là dưới là sức ép của Mỹ là ghê gớm lắm, 77 nước nó theo,
là nộp đơn là xin là thành lập quốc gia Việt Nam Cộng Hòa vô Liên Hiệp Quốc, nhưng mà vô đó thì đâu có được xét duyệt. Các bạn vô ở đâu được xét duyệt, mà trong đó là có Nga nó phủ quyết nữa. Các bạn là thường trực là hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó là năm thành phần thì Nga nó cũng đã phủ quyết rồi. Thành ra Mỹ tìm mọi cách để mà đưa Mỹ tìm mọi cách để đưa là miền Nam Việt Nam, tức là Cộng hòa miền Việt Nam Cộng hòa đó, vào là Liên Hiệp Quốc, trở thành một quốc gia, như là ý đồ của Mỹ là ở bên là Đông Đức với là Triều Tiên, thấy không? Nhưng mà không được. Các bạn không được. Thành ra các bạn mà luật sư Hoàng Dung mà cho rằng là thời kỳ đó hai quốc gia, tôi nghĩ là cái suy nghĩ này nó không đúng. Các bạn, nên tôi mới làm video tôi phản biện để tôi chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Các bạn, tôi suy nghĩ sao tôi cũng nói hoàn toàn là tôi nghĩ, suy nghĩ sao tôi chia sẻ các bạn là gì. Còn mấy ông mà yêu nước nói Hoàng Duy Hùng này nọ gì đó thì cái chuyện nó tính sao đi, phải không? Nhưng mà rõ ràng là mấy ông mà yêu nước, mà thường thường mấy ông này là người Bắc không à, nghĩ là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là có từ là quốc gia được thành lập là từ ngày 2 tháng 9. Các bạn, tất cả những suy nghĩ này là không đúng hết. Tôi ví dụ các cụ thể, giống như là bạn bán đất vậy. Nhà nước mà muốn lập bàn phán chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn thì phải có ký giấy giáp ranh. Thì Liên Hiệp Quốc muốn công nhận bạn là quốc gia thì bạn phải có người, bạn phải xác định được cái biên giới của bạn, cái ranh giới của bạn, cái đất nước của bạn. Thì ba cái việc này, bốn cái tiêu chí, thì cái tiêu chí về là biên giới không có cái chính phủ nào khó hết. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam nói đất của tôi là ở rừng U Minh, đất tôi ở Đồng Tháp 10, đất tôi ở Cục Rờ. Các bạn, thì thành ra mà trong đây là những người quyết liệt đấu tranh để tách ra cái trở thành một quốc gia là Việt Nam Cộng hòa. Mà Mỹ thì nó ép ghê lắm nhưng mà cũng không được, bị Liên Xô phủ quyết. Thế các bạn, thành ra cái suy nghĩ của Hoàng Duy Hùng về này theo tôi là không chính xác. Các bạn mà ủng hộ Hoàng Duy Hùng thì nếu mà có xem cái video này của tôi, Hoàng Duy Hùng vừa có coi xem video của tôi này cũng nên suy nghĩ lại đi. Các bạn, đó, cũng xin nghĩ lại đi. Còn các anh mà chống đối Hoàng Duy Hùng thì cũng nên suy nghĩ. Đó, mấy anh là nên suy nghĩ lại. Tôi phân tích cũng có luận cứ các bạn, khoa học đàng hoàng. Các bạn, cũng có dẫn chứng, cũng có chứng minh cho các bạn. Thì chứ mà bây giờ mà cứ hai bên cứ cãi nhau hoài à, thì qua video này thì tôi cũng chia sẻ gì, tức là các bạn nào mà ủng hộ Hoàng Duy Hùng, ủng hộ người mà chống phá Hoàng Duy Hùng, nói đời đất nước mà Việt Nam mà có hai quốc gia thì cũng nên suy xét lại. Nếu bạn các bạn nghĩ là một quốc gia mà có từ năm 1945 là cũng sai. Quốc gia gì mà nghĩ có quốc gia hai quốc gia từ năm 1954 cũng sai. Thế các bạn. Bởi vì năm 1955 chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã làm là đơn xin gia nhập công nhận Việt Nam Cộng hòa là một quốc gia, nhưng mà bị Liên Xô nó phủ quyết các bạn. Liên Xô phủ quyết. Chứ tôi không thấy là Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa nộp đơn. Những cái tài liệu mà tôi nghiên cứu được thì tôi không thấy điều đó, mà tôi cũng không thấy cái chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tức là chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam lập đơn, chỉ có thấy là Việt Nam Cộng hòa lập đơn thôi, nhưng mà bị là phủ quyết. Nghe các bạn, thì như vậy là quốc gia Việt Nam mà có từ khi nào các bạn có hiểu? Quốc gia Việt Nam á, quốc gia Việt Nam thì là cái hồi đó năm 1949 Pháp nó đã thành lập cái quốc gia Việt Nam nằm trong Liên Hiệp Quốc Pháp, nhưng mà cũng đâu được là quốc tế công nhận. Bị Liên Hiệp Quốc có là sau Thế chiến thứ hai năm 1945 tới năm 1949 là quốc gia Việt Nam do Pháp nó dựng nên, nó lấy Bảo Đại làm quốc trưởng. Cũng không khỏi gọi là quốc gia.
Quốc gia Việt Nam có, phải không? Theo nghĩa mà theo là từ ngữ mà chính thức mà các bạn mà đối đáp với nhau, phải không? Quốc gia Việt Nam có chính thức từ năm 1977. Các bạn, bởi vì năm 1977 tôi không có nhớ ngày, nghe bạn, tôi không có nhớ ngày mấy, tôi nhớ hình như là 19 tháng 7 hay gì đó, năm 1977, tôi nhớ khoảng khoảng mà tôi không biết, tôi nhớ chính hay sai, đúng hay sai. Thì ngày đó là Việt Nam được là cộng đồng quốc tế là thừa nhận. Thì cái là cái đại kỳ, tức là cái cờ, thượng cờ đó các bạn, thượng cờ của Việt Nam lần đầu tiên được thế giới công nhận là một quốc gia là năm 1997, và lễ thượng cờ được tổ chức long trọng tại là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bên Mỹ các bạn đó. Thì đó mới gọi là quốc gia. À, cái từ mà phải để nói mà trong suy nghĩ của mình phải hiểu cái quốc gia mình là có là từ đó. Chứ từ từ năm 75, 76 trở về trước đấy các bạn, thời thực dân Pháp rồi này nọ là mình không bao giờ Việt Nam mình chưa bao giờ ai công nhận quốc gia. Đấy các bạn. Thì từ năm 1997 được thế giới công nhận mình là quốc gia, được thượng cờ tại là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ừ. Thì từ đó về sau người ta công nhận Việt Nam mình có là quốc gia. Và thì quốc gia thì theo cái hiến chương Liên Hợp Quốc thì nó sẽ có những cái nghĩa vụ và cái quyền lợi này nọ rất là nhiều, phải không? Thì trong đó thì cái nước mình hồi đó mới thành lập nó còn nghèo. Các bạn, thành ra còn nghèo nên là mình chưa có tham gia gì, đóng góp gì cho Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà từ khi nền kinh tế mình phát triển, đất nước mình khá lên, thì tôi thấy Việt Nam mình làm có hai việc mà rất là hay. Thứ nhất là Việt Nam mình là cử lực lượng là tham gia gìn giữ hòa bình. Cái thứ hai là cái trận động đất mà của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ đó, Việt Nam mình cử hàng trăm chiến sĩ cứu hộ cứu nạn đó. Nó có những cái nghĩa vụ mà đương nhiên là không phải là bắt buộc đâu, nhưng mà để mà ảnh hưởng trên trường quốc tế thì Việt Nam mình thành công trong vấn đề buôn bán thương mại rồi này nọ, nó cũng nhiều thứ. Nhưng mà cái tiếng nói Việt Nam mình có giá trị như ngày nay thì do những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy, mà nó có từ năm 1977. Hết các bạn, từ 1977 mới quốc gia Việt Nam. Tức là mà đi là mang cái cờ đỏ sao vàng đi làm cái chuyện này hết. À, là quốc gia Việt Nam là như vậy. Còn cái cờ vàng ba sọc đỏ cái gì đó thì đó thuộc về cái cờ của một cái chính quyền của Việt Nam, của một chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trong quá khứ, trong lịch sử. Thấy không các bạn? Cái cờ vàng ba sọc đỏ cũng đâu có được quốc tế công nhận. Thấy các bạn phải nói là chỉ cái cờ đỏ sao vàng mà được công nhận từ năm 1977. Cờ đỏ sao vàng thì cũng có từ năm 1945, nhưng mà đâu có được. Yeah, các bạn đâu có được quốc tế nó công nhận quốc gia đâu, thì cái cờ đó cũng là cái biểu biểu tượng thôi. Biểu tượng của một cái chính quyền là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì cái cờ vàng ba sọc đỏ là cũng biểu tượng của là chính quyền Việt Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa cờ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Cái cờ đỏ xanh ngôi sao vàng cũng là biểu tượng của là chính quyền cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thế thôi các bạn, chính thức cờ quốc gia, các bạn chính thức gọi là cờ nước, cờ quốc gia là cờ đỏ sao vàng, mà chính thức là từ năm 1977. Cái cờ đó mới được thế giới công nhận các bạn, đó là quốc gia mình được là công nhận cái cờ đó mà được người ta thừa nhận các bạn. Thì tôi làm video này tôi phản biện được sư Hoàng Duy Hùng, bởi vì kinh Hoàng Duy Hùng là một kinh lớn á, mà là một YouTuber các bạn, YouTuber lớn, thành ra có nhiều người theo dõi. Nếu các bạn nào theo dõi thì các bạn nên nghe, nên nếu mà nghe cái bài video mà phân tích của tôi, cái phản biện của tôi thì các bạn nên suy xét các bạn. Và tôi cũng khuyên là những các anh mà trẻ nhỏ sau này,
những ông chống cộng cực đoan thì không có nói được rồi. Mấy ổng là cứ tư duy, mấy ổng là mất nước là giặc từ miền Bắc giặc từ miền Bắc vào đây mà giấy máu anh em mà cứ nói là miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam nè, cái mất nước miền Nam cộng Việt Nam Cộng Hòa là một nước, một quốc gia anh bị mất nước 34 tổ chức quốc hận. Mấy ông đó thì chúng ta không phải nói được rồi, nhưng mà tôi cũng ý tôi muốn nói, thứ nhất là tôi phản biện là luật sư Hoàng Dùng nha, để cho những cái YouTuber mà theo ủng hộ Hoàng Dùng nó suy nghĩ lại. Và tôi cũng là nêu ý kiến để mà các bạn mà yêu nước cực đoan ở trong nước thì nói kia chỉ có một quốc gia là từ ngày 29 năm 1945 thì cũng nên suy nghĩ lại. Thế các bạn, thì các bạn là trẻ sau này cũng vậy các bạn, cái nhận thức nghe thì cũng nghe cho nhiều nha, nghe cho nhiều chiều các bạn, nghe nhiều chiều để rồi phân tích. Thế ý tôi là muốn là vậy thôi, tôi muốn đưa đến các bạn cái tư tưởng, cái suy nghĩ, bị cái suy nghĩ tôi nó khác 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 hai cái nhóm người này, khác Hoàng Duy Hùng, các bạn, khác những người chống đối. Thì tôi đưa ra vậy là để các bạn xem xét thôi nha. Cái chứ tôi Hoàng Duy Hùng thì nói cũng nhiều cái mà tôi không có phản biện, mà cũng ít người phản biện Hoàng Duy Hùng, phải không? Nhưng mà tôi không dài, tôi làm hai cái video phản biện về Hoàng Duy Hùng rồi, thì tôi cũng mong là các bạn cho ý kiến, góp ý nha các bạn, để có ý tưởng của tôi gây nó như thế nào. Các bạn cứ bình thường thoải mái nha các bạn, cái đó trong nhà Phật gọi là chính kiến đó các bạn. Chính kiến tức là suy nghĩ đúng, nhìn nhận đúng. Mà trong Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo, chính kiến là rất là quan trọng, chính kiến đứng đầu. Đấy, mà chính kiến là sẽ, nếu các bạn nhận thức đúng sự việc thì sẽ là bạn là tới đó là chánh tư duy, suy nghĩ đúng và ha, nhận thức đúng, suy nghĩ đúng thì sẽ hành động đúng. Có nhiều cái ha, cái quan trọng nhất là chánh kiến. Thì tôi hôm nay tôi cũng nêu chánh kiến của tôi về cái quốc gia Việt Nam ha, thế nào gọi là quốc gia Việt Nam. Thành ra cái chánh kiến mà không đúng, thí dụ như tôi cho chánh kiến của Hoàng Duy Hùng là nói hai quốc gia là không đúng, thì dẫn theo những cái nhận thức và những cái biện luận khác, tư duy khác thì nó không đúng. Rồi cái ông mà cho là Việt Nam có một quốc gia thì do cái chánh kiến này cũng không đúng, nên có những cái biện luận khác, những cái tư duy biện luận khác nó không đúng. Thế các bạn, cái chính kiến nó rất là quan trọng đối với mỗi con người ha, mỗi người tự suy nghĩ và tìm ra cái chính kiến các bạn. Tôi biết được vậy tôi cũng chia sẻ với các bạn vậy. Thì thôi nha các bạn, hôm nay ta làm ngắn gì đi, video đây hết á. Các bạn đăng ký ủng hộ kênh phát triển, cảm ơn các bạn nhiều.